Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vô Cùng Oppo. Thì trước mặt các bạn đây là dòng sản phẩm Oppo và đang được sử dụng chế độ demo phone. Và xin thông báo với các bạn là chiếc Oppo này chúng ta đã được bỏ chế độ demo và chúng ta trở thành một cái máy thương mại, và các bạn có thể liên hệ với những cái siêu thị và kênh để chúng ta sở hữu chiếc Oppo. Và ngày hôm nay Vô Cùng Oppo sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xóa được chế độ demo phone trên những dòng sản phẩm của Oppo. Các bước thực hiện như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cách xóa chế độ demo phone trên những dòng sản phẩm Oppo cũng khá là đơn giản, và các bước thì nó cũng tương tự những dòng sản phẩm Oppo khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta thoát được chế độ demo phone. Thì cách thoát nó cũng khá là đơn giản. Trước khi mà các bạn thoát được chế độ demo phone thì các bạn hãy kết nối với mình mạng wifi hoặc là internet nha các bạn. Thì trên màn hình, thông thường những chiếc máy demo phone trên màn hình sẽ có một chế độ cái hình ngôi nhà màu xanh xanh là demo phone, demo mode. Thì các bạn sẽ tích vào đây, tích vào cái ứng dụng này, thì trên cái ứng dụng nó sẽ xuất hiện cho mình một cái hình là robot hoặc cái đầu trên róc tay phải mình bánh cưa hình cài đặt. Thì chúng ta sẽ chọn vào hình cài đặt. Khi mà máy yêu cầu mật khẩu 4 số thì các bạn đánh 4 mật khẩu là 0110. Ok, khi các bạn đã vào được 010 thì trong này nó hiện rất là nhiều những cái thông tin, thì các bạn hãy chỉ quan tâm đến một cái thư mục, đó là exit demo mode này. Exit demo mode các bạn sẽ chọn vào đây. Khi mà các bạn chọn vào exit demo mode đó, nó sẽ hiện lên cái mật khẩu 6 số. Thì các bạn lưu ý nha, cái mật khẩu 6 số này các bạn chỉ được phép nhập sai 3 lần, dù sai 3 lần nó sẽ khóa lock lại, các bạn sẽ không thể nào thực hiện thao tác được, và các bạn phải gửi đến trung tâm bảo hành để chúng ta chạy phần mềm. Thì khi càng gửi đến trung tâm bảo hành chạy phần mềm thì nó rất mất thời gian. Thì cái barcode thì các bạn có thể vào phần clip ở xíu phần mô tả, thì Vô Cùng Oppo có để dưới phần mô tả, hoặc các bạn có thể comment gì cho Vô Cùng Oppo hỏi cái barcode thì Vô Cùng Oppo sẽ gửi cái barcode cho các bạn để chúng ta thực hiện demo phone, xóa demo phone. Và những máy các bạn xóa demo phone rồi thì nó sẽ xóa được tất cả các dữ liệu của các bạn, đặc biệt chúng ta sẽ trở thành máy thương mại. Và để một chiếc barcode này làm ok, khi mà các bạn thực hiện đúng cái barcode nó sẽ hiện lên cộng phim và thời gian. Khi mà có thời gian giấy xong nó sẽ hiện lên cộng phim, thì khi này là máy chúng ta sẽ reset lại tất cả cái file demo phone trong cái máy, và chúng ta chờ máy lên và chúng ta sẽ xem nó có đã thử xóa hay không nhá. Và các bước thực hiện xóa demo phone trên những dòng sản phẩm Oppo cũng tương tự như chiếc chỉ khác là cái nạp exit mode và khi mà cái barcode. Thì cái barcode đó thì các bạn hãy liên hệ cho Vô Cùng Oppo hoặc là dưới phần mô tả của video. Vô Cùng Oppo có cập nhật những cái barcode dưới đây cho tất cả những cái model khác. Thì các bạn có thể vào đây để chúng ta thực hiện nha. Các bước thực hiện cũng khá là đơn giản. Ok, đã reset xong, máy sẽ hoạt động thường. Okay, máy này hello bạn, các bạn cùng chờ nhé. Chúng ta sẽ vào bên trong xem đã sử dụng được bình thường hay chưa. Vì do máy xóa thì tất cả những cái file trong exit demo mode, những cái file demo thì nó sẽ khởi động lại, nhưng là khởi động lại nó hơi lâu xíu vì do như là một cái sản phẩm mới các bạn. Đây, máy đặt lên, chúng ta sẽ vào bên trong. Đây, đây là xong, trên
máy không còn hiện được chế độ đường font. Cách thực hiện và thao tác xóa chế độ đường font trên sản phẩm Oppo khá là đơn giản đúng không ạ? Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.